to English class. Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại lớp học tiếng Anh của cô. Và ngày hôm nay thì mình sẽ học về từ vựng gì đây? Chúng ta sẽ cùng đến với chữ cái tiếp theo ở trong bảng chữ cái tiếng Anh của chúng ta. Đó là letter F. Letter F. Và letter F cũng tương tự như những chữ cái khác, chúng ta cũng sẽ có big F and small F. Big F, small F. Big F, small F. 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 Ok, vậy thì mình cùng tìm hiểu xem là hôm nay thì mình sẽ học những từ vựng nào tương ứng với chữ F nhé. Chúng ta sẽ có hình ảnh đầu tiên là hình ảnh của một chú cá. Và con cá trong tiếng Anh mình sẽ đọc thế nào nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ đọc là fish. Fish. Các con lưu ý giúp cô là mình sẽ đọc cái âm SH này bên dưới giống như là chữ sờ nặng của mình nhé. Sh, sh, con vỡ lên nào. F, fish. F, fish. F, fish is a fish. Fish is a fish. Tiếp theo là hình ảnh của một chiếc quạt. Và chúng ta sẽ có một từ vựng dùng để chỉ chung cho quạt điện này, quạt cầm tay này. Đó là từ fan. Các con đừng nhầm lẫn từ fan chiếc quạt với từ fan người hâm mộ nhé. Từ fan này của mình sẽ có hai nghĩa và ngày hôm nay mình sẽ học nghĩa về chiếc quạt. Chúng ta sẽ đọc là fan. Fan. Fan is a fan. Fan is a fan. Và cuối cùng chúng ta có hình ảnh của một bông hoa. Và bông hoa thì mình sẽ đọc thế nào đây? Mình sẽ có một từ vựng để chỉ chung cho tất cả các loài hoa. Đó là flower. 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 Flower is a flower. Flower is a flower. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với phần game time ngày hôm nay nào. Ở phần game time ngày hôm nay thì mình sẽ nối hình ảnh với từ vựng và mẫu câu tương ứng. Chúng ta sẽ có hình ảnh của một chú cá thì chúng ta sẽ phải nối với hình ảnh nào và câu nào? Hình ảnh của bông hoa thì mình sẽ nối với câu nào và hình và từ nào? Cũng tương tự như chiếc quạt. Thì bây giờ mình sẽ cùng đến với mẫu câu đầu tiên nhé. Đây là một bông hoa. It's a flower. It's a flower. Chúng ta sẽ nối hình ảnh nào đây? Đúng rồi, chúng ta sẽ nối hình ảnh này. Đây là một bông hoa. Và từ vựng tương ứng với hình ảnh này đó là flower ở đây. Thế còn it's a fan thì sao? Đúng rồi, it's a fan là một chiếc quạt. Đây là một chiếc quạt thì chúng ta sẽ phải nối hình ảnh của một cái quạt. Và cái quạt này mình sẽ nối với từ vựng fan. Cuối cùng chúng ta sẽ có it's a fish. Đây là một chú cá. Mình sẽ nối hình ảnh của một chú cá ở trên này. Và mình sẽ đi kèm với từ vựng fish ở đây. Mình sẽ cùng đọc lại nhé. Fan. It's a fan. Fish. It's a fish. Flower. It's a flower. Ok, và để chúng ta cùng ôn tập lại kiến thức ngày hôm nay thì mình sẽ đọc lại những từ vựng và câu mà mình đã được học trong ngày hôm nay. Mình sẽ có từ con cá đọc là fish. It's a fish. Fish is a fish. It's a fish. Fan. Fan is a fan. Fan is a fan. Flower. Flower is a flower. Is a flower. Ok, và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Và bài tập về nhà của các con sẽ là mình ôn tập và ghi nhớ thật kỹ những từ vựng cũng như là mẫu câu is a mà ngày hôm nay mình đã học. Và cô hẹn gặp lại các con ở buổi học tiếp theo nhé. Goodbye.